Những ngày cuối tháng 5, qua công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, lực lượng công an và kiểm lâm huyện Bảo Lâm phát hiện dấu hiệu khai thác cát trái phép tại khu vực lòng hồ thủy điện Đồng Nai 4 trên thượng nguồn sông Đồng Nai thuộc địa phận xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm giáp ranh với xã Quảng Khê, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông. Xung quanh nơi này được bao bọc bởi rừng rậm và lòng hồ thủy điện, các đối tượng dựng các chòi canh và bố trí người để cảnh giới lực lượng chức năng. Xác định tính chất và mức độ nghiêm trọng của việc khai thác cát trái phép tại khu vực này, lãnh đạo công an huyện Bảo Lâm đã lập chuyên án, giao cho các trinh sát hình sự phối hợp với công an xã Lộc Bảo triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt cát tặc. Trưa ngày 1 tháng 6, công an huyện Bảo Lâm huy động lực lượng chia thành hai mũi truy bắt, một tổ được giao nhiệm vụ vượt sông bằng cano vào điểm khai thác trên lòng hồ thủy điện, một tổ tiến công vào bãi tập kết ở thôn Đắk Lang, xã Quảng Khê, huyện Đắk Long. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, hai tổ công tác cùng các trinh sát nằm vùng đã bắt giữ được một tàu hút cát cùng hai đối tượng khi đang khai thác cát trên sông Đồng Nai. Đồng thời, phối hợp công an xã Quảng Khê ghi nhận, khám nghiệm hiện trường bãi tập kết cát. Hai đối tượng trực tiếp điều khiển tàu khai thác cát được xác định là Cao Văn Tỉnh, 53 tuổi, ngụ tại xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, và Trương Quốc Tuấn, 30 tuổi, ngụ tại thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông. Bước đầu, hai đối tượng này đã khai nhận hành vi sai phạm và một số đối tượng liên quan đến vụ việc. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, công an huyện Bảo Lâm đã áp tải các đối tượng cùng tàu hút cát về bãi tập kết tại thôn Đắk Lang, xã Quảng Khê. Lực lượng chức năng cũng ghi nhận có hơn 100 mét khối cát do các đối tượng khai thác nhiều ngày trước mang về bãi tập kết. Công an huyện Bảo Lâm đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Cao Văn Tỉnh và Trương Quốc Tuấn để phục vụ công tác điều tra, đồng thời lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm. Hiện, lực lượng công an hai huyện Bảo Lâm và Đắk Long đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.